À dạ vâng, lại tiếp tục là một siêu phẩm của FB Pro S615, một đôi loa giá rẻ. Các bác nào mà muốn săn hàng giá rẻ thì lên sử dụng, đó là lên chơi cái sản phẩm này. Đó là đôi loa S615, tổng cộng đó là rơi vào tầm 5 đường tiếng, nhưng mà giá vô cùng hợp lý, chỉ trên 4 triệu đồng thôi. Hàng của hãng các bác nhé, FB Pro. Và cảm ơn bác Miu Bân, đây là chắc là tên của Zalo, ở tổ 13 xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đã ủng hộ tới Nam Huy, đó là một đôi loa S615. Cọc trước cho bên em đó là 1 triệu đồng, còn thu hộ đó là 3 triệu 400 nghìn đồng. Và bên em sẽ hỗ trợ bao ship cho bác nha. Đấy, và thay mặt Nam Huy cảm ơn các bác. Ở đây là một trong những dòng đôi loa mà bên em bán khá là chạy trong cái thời gian qua, nhưng mà số lượng hàng nó còn rất là ít, nên là bên em cũng không có chương trình quảng cáo nhiều. Đấy. Và hôm nay thì còn 1-2 đôi trong kho thì bên em bỏ ra bắt đầu tiến hành làm nốt. Chắc là bên em sẽ còn một đôi duy nhất nữa. Sau đôi này còn một đôi nữa, các bác nào mà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp bên em. Sắp tới thì bên em sẽ có những cái phiên bản đó là S615 Pro hoặc là S615 New 2023 cập bến đây. Thì đây là cái phiên bản cũ thì giá vô vẫn là rất là tốt rồi, là từ 6 triệu 4, còn 4 triệu 4 là bên em là bao ship cho bác. Còn phiên bản sau thì nó sẽ là cao hơn bác nhé. Phiên bản mới thì lúc nào cũng vậy thôi, các bác nào mà muốn chơi hàng phiên bản của năm nay thì nó sẽ là giá sẽ cao hơn. Đấy, và đây là phiên bản của năm 2022, nên là giá từ 6 triệu 4, bên em đang có chương trình ưu đãi đó là còn 4 triệu 4, bao ship cho các bác cho nhé. Ok, và mời các bác cùng tham khảo qua về cái chất âm của cái dòng đó là dòng S615 này qua các bác nhé. Công suất của con này thì nó rơi vào tầm 350W đến 550W, nên là rất là phù hợp với những cái dòng đẩy liền vang hoặc là những cái dòng âm đi quá nhá. Đấy, màu thì đây là vân gỗ thôi, các bác để trong phòng kệ rất là đẹp mắt quá nhá. Giá vô cùng là hợp lý, chỉ trên 4 triệu 400 nghìn đồng, giảm giá từ 6 triệu 4. Đấy, còn đâu anh em thì ở ngoài này thì vẫn đang setup và cũng như là đóng hàng, bên em ngày nào cũng vậy thôi, đóng rất là nhiều hàng gửi đi cho bác khách ở tỉnh lẻ quá nhá. Đấy, và một trong những cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, thì các bác cứ yên tâm đặt niềm tin vào Nam Huy Audio. Và thay mặt Nam Huy cảm ơn bác Miu Bân đã ủng hộ tới Nam Huy Audio, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau nha.